Đây là hai thương hiệu kỳ phùng địch thủ trong phân khúc điều hòa có giá bình dân, bao gồm thương hiệu điều hòa Casper QC09IS36 tiết kiệm điện 5 sao nhập khẩu Thái Lan, được trang bị máy nén thương hiệu GMCC. GMCC là thương hiệu máy nén liên doanh giữa MyDia và Toshiba. Công suất lạnh là 9.500 BTU. Dàn giải nhiệt cục nóng bao gồm các lõi ống đồng dẫn ga và cánh tản nhiệt được sơn phủ một lớp mạ chống ăn mòn và chống bưa axit màu vàng óng. Còn bên cạnh là điều hòa Fuliki nhập khẩu Malaysia. Công suất 9.000 BTU, tiết kiệm điện 5 sao, hiệu suất năng lượng 4.77, tiết kiệm điện hơn Casper. Cũng được trang bị máy nén là thương hiệu GMCC giống như Casper, nhưng dàn giải nhiệt cũng gồm 11 lõi ống đồng nhưng lại là cánh tản nhiệt nhôm không mạ. Máy nén bảo hành 2 năm. Đây là hai kỳ phùng địch thủ.